Thưa quý vị, vừa qua tại thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra hội nghị kết nối cung cầu hàng hóa giữa thành phố Hồ Chí Minh và 45 tỉnh thành phố năm 2019-2020. Tỉnh Bình Phước cũng đã mang sản phẩm đặc trưng của mình đến hội nghị này. Phóng viên Anh Ngọc đến từ Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Bình Phước sẽ cho biết rõ hơn về hội nghị này. Xin mời chị Anh Ngọc. Thưa quý vị, khi nói đến Bình Phước thì người ta nghĩ ngay đến hạt điều, và đây là một cái sản phẩm của hạt điều Bình Phước. Cùng với các cái sản phẩm khác thì điều rang muối được tỉnh chọn để quảng bá, giới thiệu tại cái hội nghị xúc tiến thương mại cũng như là kết nối cung cầu hàng hóa giữa thành phố Hồ Chí Minh và 45 tỉnh thành. Đây là dịp để nâng cao cái hình ảnh hạt điều và các cái sản phẩm nông sản Bình Phước có thế mạnh đối với lại các cái nhà sản xuất cũng như là các cái tỉnh thành bạn. Tham gia chuỗi sự kiện, Bình Phước có 12 doanh nghiệp có sản phẩm trưng bày tại sự kiện như hạt điều chuyên sâu, tiêu sạch, mật ong, hạt điều rang muối, cây ăn trái hoàng kim, bưởi Việt Gáp, rau mầm, yến xào, nấm linh chi. Đây là những sản phẩm tiêu biểu của Bình Phước đã và đang trong lộ trình xây dựng thương hiệu. Thông qua kết nối đầu tư, phát triển sản xuất giữa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp của tỉnh có cơ hội kết nối giữa nhà sản xuất và nhà phân phối, tạo ra các chuỗi cung ứng hàng hóa hiệu quả, xuyên suốt các sản phẩm đặc trưng của tỉnh nhà. Bản thân tôi khẳng định đây là một cơ hội rất lớn cho những doanh nghiệp như chúng tôi. Đến đây là được giao lưu và kết nối với nhiều đối tác, không những trong nước mà ngoài quốc tế. Qua đó thì cũng giúp cho doanh nghiệp chúng tôi có cái nhìn rộng hơn nữa về thị trường nói chung và định vị cái sản phẩm của tôi nó nói riêng một cách chính xác hơn. Tôi mong muốn là cái sản phẩm của tôi sẽ được các cái nhà phân phối bên cấp lãnh đạo, nhà phân phối và các cái bạn hàng quan tâm và kết nối được để đưa ra kết nối để đưa được cái sản phẩm của tôi tới tất cả mọi người tiêu dùng. Theo Sở Công Thương tỉnh Bình Phước, 12 doanh nghiệp tham gia đã được ký kết biên bản ghi nhớ và hợp đồng tiêu thụ sản phẩm. Đây là kết quả tích cực để các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh mở rộng cơ hội hợp tác, tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm của mình, thiết lập các kênh phân phối, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sản phẩm có thế mạnh của tỉnh đến tay người tiêu dùng.